Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Sau khi mối quan hệ giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh bị lộ, Triệu Lệ Dĩnh đã nhanh chóng đăng tải tâm lý của cô ấy thực sự rất mạnh mẽ. Bộ phim truyền hình dài tập nổi tiếng Walking with the Phoenix cuối cùng đã đi đến hồi kết. Khi cốt truyện đi đến hồi kết, mối tình bất ngờ của Lim Kang Sin bị bại lộ, điều này dường như đã gây xôn xao dư luận cho bộ phim nổi tiếng này. Lim Kang Sin, nam diễn viên 36 tuổi, luôn được người hâm mộ trong làng giải trí yêu mến nhờ vẻ ngoài điển trai và tính cách hài hước. Nhưng việc mối tình này bị vạch trần có vẻ như đã phá vỡ hình tượng CP do anh và Triệu Lệ Dĩnh tạo dựng trong vở kịch. Ban đầu, người hâm mộ vẫn bàn tán về những màn tương tác ngọt ngào trong chương trình, nhưng chỉ trong chớp mắt, thực tế đã mang đến cho họ một tia sáng từ trời xanh. Trên thực tế, việc người nổi tiếng bị phanh phui chuyện tình cảm không phải là chuyện lạ, nhưng hành động của Lim Kang Sin sau khi bị phanh phui mới gây sốc. Cuối chương trình, lần đầu tiên anh viết một bài báo dài để chia tay, Du Ngoạn cùng Phượng Hoàng, trong đó anh gọi Triệu Lệ Dĩnh là thầy Triệu. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là phong cách của bài luận này rất khác so với thông thường của Lim Kang Sin, và một số người thậm chí còn đặt câu hỏi rằng nó được viết bởi người khác. Đối mặt với những nghi ngờ và hỗn loạn như vậy, Lim Kang Sin dường như không bị ảnh hưởng nhiều. Thông báo chính thức của tạp chí mới cũng như lịch chiếu phim truyền hình mới Rose Story đều cho thấy sự nghiệp của anh vẫn đang trên đà phát triển. Mặt khác, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh sau tập cuối đi cùng Phượng Hoàng khá tinh tế. Cô làm theo thủ tục và gửi các bài báo quảng cáo cho bộ truyện và nhóm, nhưng cô lại chọn cách phớt lờ IG của Lim Kang Sin. Điều này trái ngược hoàn toàn với những tương tác thường xuyên trước đây giữa hai người. Điều thú vị là, mặc dù Triệu Lệ Dĩnh thờ ơ với yêu cầu tương tác của Lim Kang Sin, nhưng cô lại đáp lại He Yu, một diễn viên khác trong vở kịch. He Yu đóng vai Phu Long Jun trong vở kịch, dù chỉ là nam chính thứ ba nhưng diễn xuất tình cảm của anh đã chiếm được cảm tình của nhiều khán giả. Anh ấy cũng đăng lời nhắn chia tay sau đêm chung kết, không chỉ bày tỏ sự hiểu biết sâu sắc của mình về nhân vật mà còn tương tác với Triệu Lệ Dĩnh một cách hài hước. Điều này đã thu hút sự hưởng ứng nhanh chóng từ Triệu Lệ Dĩnh. Chuỗi hành động này khiến người ta thắc mắc, phải chăng fan CP trong làng giải trí lại bị lừa? Họ cổ vũ cho những tương tác ngọt ngào trong vở kịch nhưng lại thất vọng vì mối quan hệ bị phơi bày trong thực tế. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là chuyện bình thường trong làng giải trí. Hình ảnh CP do những người nổi tiếng tạo ra để quảng bá cho bộ truyện thường chỉ nhằm mục đích khiến khán giả đắm chìm vào cốt truyện hơn. Khi bộ truyện kết thúc, những hình ảnh này sẽ mờ dần. Tất nhiên, chúng ta không thể phủ nhận rằng người nổi tiếng cũng có cuộc sống và cảm xúc riêng. Việc lộ ra mối quan hệ của Lim Kang Sin có thể khiến một số người hâm mộ thất vọng, nhưng điều này không có nghĩa là anh đã phản bội hay lừa dối bất cứ ai. Anh chỉ đang theo đuổi hạnh phúc của riêng mình mà thôi. Tương tự như vậy, việc Zhao Liying lựa chọn phớt lờ IG của Lim Kang Sin chỉ là một lựa chọn mà cô đưa ra khi giải quyết các mối quan hệ của mình với người khác. Chúng ta hãy nhìn lại mối quan hệ này được đưa ra ánh sáng như thế nào. Lim Kang Sin và Si Ru-hee, những sinh viên chuyên ngành nổi tiếng, đã thu hút nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, khi mối quan hệ giữa hai người bị vạch trần, toàn bộ làng giải trí như bùng nổ, dư luận sôi sục. Điều sốc hơn nữa là ngay cả Triệu Lệ Dĩnh, người từng dính scandal, cũng đăng tải phản hồi về sự việc với thái độ bình tĩnh và điềm tĩnh đáng ngưỡng mộ. Trực tuyến, nó đã gây ra một phản ứng rất lớn. Mối quan hệ giữa Lim Kang Sin và Si Ru-hee đã được thảo luận trên các nền tảng xã hội lớn và nó đã trở thành chủ đề nóng trong một thời gian. Người hâm mộ bận rộn bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình, một số chúc hai người tốt đẹp, một số bày tỏ sự thất vọng và một số bắt đầu suy đoán về tính xác thực của mối quan hệ này. Tình huống này không hiếm gặp trong làng giải trí. Những vụ bê bối và lộ chuyện tình cảm tương tự từng xảy ra thường xuyên trong quá khứ. Ví dụ, những vụ bê bối trước đây giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cũng như những vướng mắc tình cảm giữa những người nổi tiếng khác cũng đã gây ra những chấn động tương tự. Hào quang và áp lực của dư luận trong làng giải trí thường tác động rất lớn đến đời sống tình cảm của người nổi tiếng, khiến họ khó thoát khỏi mọi kiểu suy đoán, phỏng đoán. Tác động của điều này đối với xã hội cũng đáng được suy ngẫm. Là một nhóm xã hội đặc biệt, ngành giải trí thường có ảnh hưởng đến xã hội rộng lớn hơn. Chuyện tình cảm của người nổi tiếng không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là tâm điểm chú ý của dư luận.
Lời nói và việc làm của họ không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân mà còn có tác động nhất định đến người hâm mộ và công chúng nói chung. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhìn nhận vấn đề này một cách khách quan. Người nổi tiếng cũng là người bình thường, họ cũng có thế giới tình cảm của riêng mình và cần được tôn trọng và riêng tư nhất định. Mọi người đều có quyền lựa chọn lối sống cho riêng mình mà không phải chịu quá nhiều sự can thiệp và chỉ trích từ bên ngoài. Vì vậy, chúng ta nên hiểu và ủng hộ mối quan hệ giữa Lim Kang Sin và Sirui, đồng thời mong họ có thể tiếp tục hạnh phúc. Nhìn chung, việc phơi bày mối quan hệ này không chỉ là một sự kiện gây chấn động trong ngành giải trí mà còn là sự kiểm tra các giá trị xã hội của chúng ta. Chúng ta nên học cách tôn trọng sự lựa chọn của người khác và không làm hại người khác bằng những suy đoán và suy đoán ác ý. Tôi mong rằng làng giải trí có thể phát triển lành mạnh và vững chắc hơn trong tương lai để mỗi ngôi sao có thể giữ được mảnh đất thuần khiết của riêng mình đồng thời nhận được sự quan tâm của công chúng. Trong hội chợ phù phiếm này, mỗi người đều có vai trò và vị trí của riêng mình. Dù là Chao Hee-in, Lim Kang Sin hay Hee-il, họ đều là những diễn viên xuất sắc và đã mang đến cho chúng ta những màn trình diễn tuyệt vời. Chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn, nỗ lực của họ và không can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư của họ. Suy cho cùng, họ đã hy sinh rất nhiều để được chú ý, và chúng ta cũng nên cho họ một chút không gian và thời gian riêng tư.